Xin chào tất cả mọi người. Thì ban truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato đang có mặt tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để thăm lại một công trình mà bên mình đã tư vấn thiết kế cho gia đình anh Lê Văn Hoan tại nơi đây. Chính là công trình biệt thự 2 tầng, mái Thái mà phong cách hiện đại, nằm trên một khuôn đất rất là lớn, đầy đủ về khuôn viên công năng. Thì ngay bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng với mình khám phá khuôn viên này cũng như là công trình của gia đình anh Hoan nha. Công trình nhà anh Hoan được nằm trên một khuôn đất rất là lớn, là khoảng 1.200 m² nha các bạn. Thì tổng thể khuôn viên công trình này bọn mình tư vấn thiết kế là các hạng mục như các bạn để thấy xem những hình ảnh là góc nhìn từ ở trên cao xuống một chút nhá. Thì đầu tiên sẽ là các bạn nhìn thấy đây là khu vực là cổng hàng rào đúng không ạ? Bên trong là khu vực sân vườn, hồ cá, rồi vị trí chòi gara ô tô và vị trí công trình chính. Rồi công trình phụ ở đây là có bếp trên khuôn đất là 1.200 m² các bạn. Thì mình sẽ đi vào từng phần để giới thiệu mọi người. Thứ nhất là khu vực là cổng nhôm đúc ở đây. Thì bọn mình tư vấn thiết kế cho gia đình anh. Chúng ta sẽ bố trí một vị trí cổng. Đây là dạng mái Nhật, cũng là đồng bộ với lại công trình chính của gia đình. Đây, phong cách hiện đại hết nha các bạn. Thì kích thước cửa ở đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người là 3m9 cho các bạn, là vị trí cửa chính. Ngoài ra cũng có vị trí cửa phụ. Ở đây được thiết kế là 1m, khoảng 1m3 nhé, 1m27 các bạn ạ. Những con số này cũng phù hợp theo phong thủy. Và ngoài ra cái mục đích chúng ta bọn mình tư vấn cho gia đình ở đây nó phải phù hợp với lại công trình nha các bạn. Với công trình quy mô cũng như đẳng cấp như này, chúng ta phải có một lối đi lớn và một lối đi phụ. Lối đi lớn này phục vụ cho việc ô tô đi lại, nhất là ô tô gia đình, rồi bạn bè khách khứa ra đến rồi đi xe cộ thì đi được. Khi đó chúng ta sẽ mở cổng chính. Còn bình thường gia đình đi lại xe máy ra khu vực mà anh chị kinh doanh ở phía bên ngoài kia, chúng ta hoàn toàn để tiếp cận bằng không gian là cửa phụ ở đây. Thì mình sẽ chia sẻ một chút. Tiếp theo thì các bạn có thể thấy là đây là cái phần cột cổng này ạ. Cũng rất là đẹp đúng không ạ? Và hiện đại đúng không ạ? Thì cũng là những cái đường chỉ lồi ở phía góc đấy đúng không ạ? Và giữa đây tạo cái rãnh, và đây cũng đang được ốp đá nhá. Cũng là những cái loại đá rất là cao cấp, về màu sắc cũng rất là đẹp và hiện đại đúng không ạ? Cũng những cái đường phào khá là đơn giản thôi đúng không? Và cũng có một cái đèn ở giữa rất là lớn bằng nhôm đúc nhá. Mái ở đây là mái Nhật, cũng được lập cái màu ngói là màu xanh ghi nha các bạn. Ngói ở đây sử dụng là ngói Puji. Tiếp tới là hai bên khu vực cổng là có cái phần hàng rào hình ô thoáng đấy ạ, hình cong, mang lại cái sự mềm mại, đặc biệt là có cái phần bảo vệ đây cũng đều được làm bằng nhôm đúc, cũng được được đúc bằng cái hình bông hoa mai, mang cái sự tài lộc cũng như là với những cái phào chạy rất là đẹp đúng không ạ? Lát thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về khu vực cổng này. Đây các bạn có thể thấy cổng rất là rộng, to, đẹp đúng không ạ? Thì khuôn viên hàng rào còn lại bao xung quanh công trình thì các bạn có thể thấy là kết hợp là vị trí tường xây rất là cao đúng không ạ? Những vị trí bổ trụ. Ngoài ra là sẽ không có nhiều ô thoáng nhé, để đảm bảo cái sự riêng tư cũng như là an ninh cho công trình của gia đình. Đấy ạ. Những cái vị trí ô thoáng rất là lớn, nhịp cũng rất là lớn nha các bạn. Nhịp ở đây là 3m này các bạn. Đây ạ. Cũng khuôn phào rất là gân guốc nổi bật đúng không ạ? Đây, đồng bộ hết những khuôn viên xung quanh để làm sao cho công trình được an toàn nhất. Thì các bạn có thể hoàn toàn tham khảo cái mẫu thiết kế cũng như là thi công cái phong cách hàng rào như thế này nha. Thì tiếp theo các bạn thì thấy là toàn bộ khu vực đây, trước khi chúng ta đi vào đây cũng đã được lát bằng cái loại gạch nhỏ đúng không ạ, kích thước nhỏ nhưng mà có cái độ bám rất là tốt nha các bạn, với những cái phần gạch đây ạ, đây, giúp chúng ta chống trơn trượt nhá, cũng như là thêm cái màu sắc thêm một chút nữa cho khu vực đây. Và các bạn thì thấy là gia đình cũng sử dụng những cái thiết bị rất là hiện đại nhá, để chuông rồi cửa tự động mọi thứ, rồi đèn camera ở ngoài này hết. Và tiếp theo vào bên trong khu vực khuôn viên của sân vườn của công trình nhà anh Hoan, các bạn thì thấy một khoảng sân rất là rộng ạ. Anh cameraman có thể lướt lại một vòng. Đầu tiên ngay bên phải phía tay mình đây chính là khu vực vườn Nhật nhá. Ở đây đang trồng những loại cỏ Nhật cũng như là trồng thêm những cái loại hoa, một số những cái cây phong thủy cũng như là một số loại cây mà anh chị gia chủ yêu thích. Thì cái thiết kế ở đây là cũng được bo rất là mềm mại đúng không ạ? Theo cái phần góc ở đây đấy, đều là được thiết kế hết nha các bạn. Và ngay bên trong vị trí chòi đúng không ạ? Đầu tiên sẽ là cái vị trí thác nước cũng như là hòn non bộ đúng không ạ? Một cái vật phẩm không thể thiếu ở những cái
cái ngôi biệt thự sang trọng, thể hiện cái sự đẳng cấp cũng như là cái sự xa hoa, cũng như là cái mức độ đầu tư của gia chủ cho cái khuôn viên công trình này. Và ngay bên cạnh đó là hồ cá koi nhá, thì đó cũng là một phần cấp nước để cho hồ cá koi, phần hệ thống lọc nước cũng sẽ làm luôn ở trên đó nha các bạn. Đây, khu vực hồ cá koi với rất là nhiều loại cá, ngay từ khu vực sân của công trình này chúng ta có thể tiếp cận luôn khu vực hồ cá này nhá. Hồ cá ở đây cũng khá là sâu đúng không ạ, cũng được được làm rất là nhiều cái phần đá tảng ở xung quanh đúng không ạ, tạo ra cái không gian rất là thiên nhiên gần gũi đúng không ạ. Bên ngoài đây cũng được bo bởi những cái kết cấu bằng bê tông nhá, rồi cái hệ thống lọc với một cái diện tích hồ khoảng 30 m² như này, chúng ta có thể thả được rất nhiều loài cá cũng như là tạo cái điểm nhấn rất là lớn trong khu vực sân vườn Nhật này nha các bạn. Đây các loài cây, và các bạn thì thấy là khu vực hàng rào ở phía trước đây ngay trực diện khu vực hồ cá cũng được làm giật cấp lên, thể hiện cái sự nguy nga cũng như là sự đẳng cấp hơn rất là nhiều nha các bạn. Cũng được ốp những cái loại gạch giả đá nhìn rất là đẹp đúng không ạ, bắt mắt đúng không ạ. Và tiếp theo ở ngay bên cạnh khuôn viên này thì các bạn thì thấy là khu vực chòi là ngồi chơi đúng không ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi đây những cái buổi chiều mát hoặc buổi chiều tối đúng không ạ. Đây có thể, đây là cái chòi lục giác nhá, rất là điển hình. Thì mình sẽ giới thiệu qua về cái chòi này cho mọi người. Đây, kết cấu là sử dụng là cột là tròn bê tông nha các bạn. Đây, lan can, đây lan can con tiện sứ được sơn màu trắng nha các bạn. Bên trên thì cũng đều được làm cái hệ cột xà liên kết giữa các đầu cột, rồi cái hệ mái ngói là sẽ che cho khu vực chòi lục giác này, kết hợp với lại xung quanh cái vị trí đầu bảy đây đúng không ạ, sẽ có vị trí đèn ban đêm, khu vực này sẽ rất là sáng như lung linh. Ở giữa là kê một bộ bàn ghế bằng gỗ kết hợp với kính rất là hiện đại đúng không ạ, đầy đủ là trà rồi những cái ổ điện rồi mọi thứ, là chúng ta ngồi đây uống nước là thoải mái, view hướng ra khu vực hồ cá koi cũng như là cái khu vực trung tâm của cái mặt trước của công trình đây. Và ngay bên cạnh đây cũng là một cái vị trí sân để chúng ta có thể chụp ảnh được nha các bạn. Thì hiện tại cũng đang để cái phần cỏ ở đây. Và bên ngay bên dưới đây là cái hệ thống lọc trung tâm đấy ạ. Và sẽ cấp ra khu vực đầu ngoài kia, nó sẽ chảy dần dần xuống. Một cái hệ thống lọc rất là cao và hiện tại đang được che đây. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy khu vực này để làm cái view chụp ảnh ra khu vực ngoài này nha các bạn. Đồng bộ đây, xung quanh khuôn viên là những cái tấm đá tự nhiên được cắt lát rất là lớn, được đục nhám để chúng ta có thể di chuyển thuận lợi xung quanh khuôn viên cái khu vực vườn Nhật này. Rất là hợp lý và rất là đẹp đúng không ạ. Vì ở đây là cũng là gần sân bay Nội Bài nên là chúng tôi không thể bay được flycam, nhưng mà hy vọng những cái thước phim mà chúng tôi đã tâm huyết quay lại thì cũng giúp các bạn có thể hiểu hơn về công trình này. Và ngay phía sau đây, khu vực vườn hàng rào cũng như là chòi lục giác, nó là khu vực gara ô tô. Thì hệ kết cấu ở đây các bạn thì thấy đó là sử dụng những cái thép vuông hộp rất là lớn đúng không ạ, kích thước 10-10 nhá. Bên trên đây là một cái hệ vòm rất là cong mềm mại, kết hợp với lại cái phần nhựa ở bên trên là mái che đúng không ạ, rất là tránh ánh nắng cũng như là cái bức xạ nhiệt vào khu vực ô tô này được mát mẻ hơn dưới cái thời tiết rất là nóng nôi như này đúng không ạ. Và khu vực này cũng được làm cao hơn so với khu vực sân. Thì tiếp tới thì các bạn thì thấy là toàn bộ khu vực sân vườn rồi vị trí gara ô tô đều được lát bằng loại đá xanh thanh hóa nha các bạn. Với cái chất liệu này thì sẽ rất là bền đẹp nhá, cũng như là độ thẩm mỹ cũng rất cao. Ngoài ra thì các bạn thì thấy là cái sự sang trọng đúng không ạ, nó phù hợp với lại cái quy mô cũng như là cái sự đẳng cấp của công trình này. Và cũng hiện tại cũng đã được rất là nhiều những cái ngôi biệt thự ở trên Việt Nam sử dụng đúng không ạ, rất là sạch sẽ, rất là sang trọng. Và ngoài ra khuôn viên ở đây cũng được bố trí thêm những cái vị trí cây, hay là những cái vị trí cây ăn quả mà anh chị yêu thích đúng không ạ. Và thêm những cái đường cong mềm mại để tạo ra những cái khu vực sân vườn. Hay giờ bên này sẽ là khu vực trồng hoa hồng rất là nhiều đúng không ạ, chị cũng rất là thích hoa hồng. Và cả khu vực bên trái nữa, ngay khu vực sát cái hàng rào đúng không ạ, chúng ta cũng có những cái đường cong rất là mềm mại để tạo ra khu vực sân vườn nhỏ trồng cây đúng không ạ, rất là đẹp, những cái loại cây mà gia chủ yêu thích, cũng như là thêm không gian xanh lại gần sát công trình. Thì các bạn biết đấy, ngôi biệt thự khi mà nó tên là ngôi biệt thự cũng như là nhà vườn thì nó phải đủ về cái quy mô cũng như là cái tính chất cũng như là cái mức độ đầu tư về tổng thể khuôn viên, chứ chúng ta chưa nói đến công trình chính nhá. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì mình sẽ giới thiệu về cái siêu phẩm cũng như là cái điểm nhấn chính trong ngày hôm nay, đó chính là công trình biệt thự nhà vườn 2 tầng mái Nhật mang cách hiện đại của gia đình anh Hoan tại nơi đây.
thì mình sẽ giới thiệu về cái kích thước của công trình nhá, để các bạn có thể hiểu hơn về cái quy mô. Đấy, thì thứ nhất là theo cái chiều ngang đây, phủ bì mình tính cả cái khuôn viên của cái công trình bếp phụ trợ đây nữa. Tổng chiều dài được tư vấn thiết kế ở đây là 21m6 nha các bạn. Và tổng cái chiều sâu tính từ mép của bậc khu vực sảnh chính này ra hết mãi về phía sau đấy các bạn, cũng rơi vào khoảng 24m nha các bạn. Cũng rất là dài, rất là rộng đúng không ạ? Tổng thể khuôn viên thì công trình này mà mình tư vấn thiết kế cho anh là một siêu phẩm. Thì với công trình này mình cũng tư vấn với gia đình là để làm sao cho nó phù hợp với lại cái quy mô cũng như là cái ý tưởng của anh Hoan, là chúng ta tư vấn thiết kế hai vị trí sảnh ngay phía sau mình đây ạ, chính là khu vực sảnh chính, và bên hông bên phải công trình đây chính là khu vực sảnh phụ, thì lát sẽ đi qua từng nơi, và phía sau chính là khu vực bếp, và làm sao chúng ta vẫn còn những cái khoảng không gian chúng ta có thể đi lại xung quanh công trình cũng như là những cái công trình phụ trợ kết hợp ở xung quanh cái khuôn viên rất là rộng 1.200m2 này đúng không ạ. Thứ nhất thì đầu tiên là mình sẽ chia sẻ về cái kiến trúc ở đây. Thì các bạn có thể thấy rồi, mang phong cách hiện đại đúng không ạ, kết hợp giữa những cái mảng tường sơn trắng rồi những cái mảng gạch đá ốp bằng màu đen đá tự nhiên đấy ạ, rất là đẹp và sang trọng đúng không ạ. Ngoài ra cũng có những cái vật liệu rất là hiện đại đúng không ạ, cửa nhôm kính rồi những cái khuôn, những cái phào rất là thanh thoát đúng không ạ, và rất là đẹp. Những cái phần cột ốp góc các bạn có thể thấy những cái đường chỉ rất là lạ đúng không ạ. Và ngoài ra thì là cái hệ mái Nhật được bao quanh khu vực sảnh chính, rồi những cái phần góc của khu vực sảnh chính sảnh phụ đây ạ, điểm tô điểm thêm cái vẻ đẹp tổng thể công trình. Khu vực ban công ở trên các tầng thế đó là sự kết hợp giữa kính cường lực và cái hệ khung chịu lực cũng như là đỡ là bằng inox các bạn, những cái chất liệu rất là mới. Toàn bộ khu vực mặt tiền ở đằng trước đây cũng là những cái hệ đèn downlight của phần mái của sảnh rồi cái phần tường xung quanh đúng không ạ. Tổng thể một công trình là nổi bật hơn nữa đó là cái phần mái, các bạn để xem rất là đồ sộ đúng không ạ. Qua cái phần thiết kế của mình đã rất là nhiều những cái hệ mái được giật cấp với nhau để làm sao cho tạo được cái hình khối tổng thể được đẹp mắt và bắt mắt nhất nha các bạn. Đặc biệt là khu vực mặt trước của công trình đây, chúng ta có những cái phần ban công thì kết hợp là một bên thì là tường xây đấy, các bạn có thấy kết hợp với những cái đường phào để làm sao cho công trình được đồ sộ hơn, cứng cáp hơn, một bên là kính để mang cái nét hiện đại nha các bạn. Và khu vực sảnh chính đây các bạn có thấy là mình cũng tư vấn thiết kế là với cái lối đi lại chúng ta có thể đi lại xung quanh đúng không ạ, kể cả chiều ngang đây chúng ta hoàn toàn có thể đi lên được vị trí công trình này để giúp công trình được bề thế hơn cũng như là uy nghi hơn rất là nhiều cũng như là đẹp nhá. Toàn bộ khu vực mặt tiền đây, phía trước đây được ốp bằng gạch đá màu đen, rất là sang đúng không ạ. Và tiếp theo khu vực tường của công trình này cũng được ốp bằng những cái loại đá bóc tự nhiên đúng không ạ, rất là sạch sẽ, kết hợp với lại cái bồn cây rất là mềm mại uốn quanh công trình này. Đây, cột đắp giả đây rất là to đúng không ạ, và cái khuôn vào đây cũng rất là vừa phải. Đây, tất cả những cái kích thước này là được làm giống y thiết kế nhá. Thì chúng ta sẽ có cái bản vẽ thiết kế 2D, 3D chúng ta làm được như thế này, đầy đủ kích thước từ những cái đường phào, những cái đường chỉ âm nhỏ nhất là đều sẽ có nha các bạn. Tiếp theo mời mọi người sang bên khu vực sảnh phụ công trình này. Thì khu vực sảnh phụ đây kết hợp với khu vực sảnh chính có sự liên kết với một cái vị trí bồn cây đúng không ạ. Phía trước cũng đều được kê những cái loại cây mà gia chủ rất là yêu thích. Và đây chính là khu vực sảnh phụ. Thì khu vực sảnh phụ này sẽ nhỏ hơn đúng không ạ. Chúng ta thiết kế tạo hình khối cũng như là thêm cái công năng ta đi lại thuận tiện ở trong công trình. Thì cái vật tư, vật liệu để ốp lát cũng như là trang trí thì cũng được đồng bộ với lại khu vực sảnh chính rồi đúng không ạ. Kích thước thì cũng nhỏ hơn và chúng ta có thể tiếp cận được theo một lối như này, cũng rất là sang trọng đúng không ạ. Ngoài ra chậu cây hay chậu hoa chúng ta có thể đặt ở những cái vị trí này. Ngoài ra với những cái vị trí sảnh cũng đều có vị là chiếu sảnh các bạn. Thì mặt bên hông này các bạn có thể thấy là cũng rất là đẹp cũng như là rất là nhiều góc cạnh đúng không ạ. Những cái đường chỉ âm góc vẫn là rất là nổi bật rồi. Cái hệ mái đỡ sảnh nữa kết hợp với lại cái mái khu vực sảnh chính nữa tạo ra tổng thể một cái kiến trúc quá là tuyệt vời đúng không ạ. Và phía sau đây chính là khu vực bếp, thì lát mình sẽ đi vào bên trong mình sẽ giới thiệu làm sao lại thiết kế bếp riêng như thế này và với cái diện tích lớn như thế này thì bên trong nó có những gì nha các bạn. Đây, những cái lối đi lại xung quanh công trình đây. Thì bây giờ sẽ mời tất cả mọi người cùng với mình vào bên trong để khám phá khuôn viên của công trình này nha các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở khu vực sảnh chính của công trình này, thì ngay khi bước lên từ hệ bậc ngũ cấp mà của công trình này thì chúng ta có bắt gặp một cái chiếu sảnh chính rất là đẹp đúng không ạ.
Đây, rất là sang trọng, hiện đại, người đẳng cấp đúng không ạ? Khu vực đèn Đào Lai. Và sau đó chúng ta sẽ bắt gặp một vị trí cửa. Đây là một vị trí cửa cũng rất là lớn đúng không ạ? Gần như là bao hết cái chiều rộng của phần sảnh này. Đây là hệ cửa gỗ lim Nam Phi nha các bạn, kết hợp với những cái ô thoáng bằng kính đây thì cũng sẽ giúp sáng thoáng hơn rất là nhiều. Và cái đặc điểm của loại kính này là bên ngoài chúng ta không nhìn thấy bên trong chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài nha các bạn. Và ngoài ra cũng thêm cái ánh sáng, cũng như là thêm những cái đường nét hiện đại, khuôn học rất là to chắc chắn đúng không ạ? Với cái chất liệu gỗ lim này thì các bạn cầm sẽ rất là chắc tay nhá. Đây là hệ cửa 4 cánh, chúng ta hoàn toàn có thể mở hết ra 4 cánh nha các bạn. Và ngay khi chúng ta bước qua khu vực cửa chính đây sẽ bắt gặp không gian đầu tiên, đó là vị trí đại sảnh nha các bạn. Thì với những cái ngôi nhà rất là lớn cũng như là quy mô chúng ta mới làm được vị trí đại sảnh như thế này. Và đại sảnh thì thường sẽ là cái lối chúng ta có thể là một cái không gian đệm đúng không ạ? Chúng ta có thể di chuyển lên khu vực các phòng ban như là khu vực lưu thông lên các tầng nha các bạn. Thì diện tích được tư vấn thiết kế ở đây là 43m², rất là rộng rãi, sáng thoáng đúng không ạ? Và ngay bên cạnh phía bên tay trái rồi đây, ngay bên trái khu vực đại sảnh đây chính là khu vực phòng thờ của gia đình. Thì với phòng thờ này chúng tôi cũng tư vấn thiết kế chúng ta sẽ kết hợp cái hệ lam bằng gỗ đúng không ạ, để ngăn giữa khu vực bên ngoài với lại khu vực phòng thờ, nhưng mà vẫn là đảm bảo là vẫn có cái sự riêng tư giữa các không gian đúng không ạ, cũng tạo ra những cái không gian mở. Vì anh gia đình mong muốn là khi mà bước vào nhà sẽ được nhìn thấy bàn thờ gia tiên là cái đầu tiên nha các bạn. Và khu vực phòng thờ của công trình này bọn mình tư vấn thiết kế với diện tích là 18m² nha các bạn. Đây chính là vị trí của bàn thờ, một đôi lục bình rất là lớn đúng không ạ? Đây là những cái loại gỗ quý mà gia đình đã sưu tầm được, rồi thuê những người thợ với cái tay nghề rất là cao để chế tác ra những cái sản phẩm như thế này. Và tiếp theo là cái vị trí ban thờ là theo hướng của công trình các bạn, cũng như là phù hợp với tuổi của gia chủ. Và phía ngoài này là một cái bộ sập để chúng ta có thể cúng bái ngoài này đúng không ạ, lễ rồi chúng ta ngồi ngoài này để thắp hương cho các cụ. Khu vực đây thì cũng được làm bằng được khu vực phòng thờ đây cũng được sử dụng những cái loại gạch khổ lớn kích thước 1m x 1m với những cái chỉ chạy xung quanh một cái màu đối lập đúng không ạ? Chúng ta tạo ra những cái đường nét, cái phần gạch ốp chân tường để cũng thế. Phòng thờ này thì cũng được thiết kế bố trí hai vị trí cửa sổ theo mặt trước của công trình và theo mặt bên hông của công trình cũng như là theo hướng của khu vực sảnh phụ đúng không ạ? Chúng ta vừa tạo ra những cái đường nét, cái hình khối ở bên ngoài mà chúng ta vừa thêm cái công năng để lấy thêm ánh sáng cho khu vực phòng thờ này nha các bạn. Và khu vực cửa đây đã được kết hợp với lại cái phần rèm nha các bạn. Thì khi mà chúng ta cần sự riêng tư đúng không ạ, cần sự trang trọng thì chúng ta có thể bỏ cái phần rèm này xuống cho khu vực phòng thờ này được tối hơn cũng như là trang trọng hơn rất là nhiều. Thì chất liệu cửa ở đây là đều được làm bằng nhôm hệ nhá, cũng như là cái phần bảo vệ ở đây được làm bằng sắt sơn tĩnh điện, sơn màu trắng và đồng bộ với cái màu sơn ở bên trong nhà đây ạ. Ngoài ra các bạn thấy đây là cái cửa, đây là hệ kính hai lớp nhá. Thì là sẽ đi chi tiết một cái có Lát sẽ đi chi tiết một cửa cho mọi người có thể thấy được cái vẻ đẹp của nó. Và đi được bằng những cái lan đầu rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và bên cạnh đối diện với lại khu vực phòng thờ, và đây là chính là khu vực phòng khách. Đây cũng là một cái điểm nhấn của công trình này. Thì phòng khách ở đây được tư vấn thiết kế với diện tích là 35m², ngay khu vực đại sảnh đúng không ạ? Chúng ta có thể bắt gặp luôn được cả không gian khu vực phòng khách này, nằm rất là gọn gàng, vuông vắn bởi cái ô giặt cấp ra cái phía theo mặt trước công trình đúng không ạ? Ở đây chính là vị trí kê bộ bàn ghế gỗ rất là lớn đúng không ạ? Cũng như là gia đình đã chọn một bộ bàn ghế rất là phù hợp với lại không gian. Đối diện đó chính là khu vực tivi, kệ tivi cũng làm bằng gỗ nguyên khối hết nhỉ các bạn. Cũng đồng bộ với lại cái đồ nội thất của công trình. Những cái tivi rất là lớn đúng không ạ? Đây, rất là tiện và rất là rộng rãi. Ở đây thì cũng có những cái đường chỉ ở phần nền đây để tạo ra một cái chiếu rất là lớn cho khu vực không gian phòng khách này. Và những cái vị trí chậu cây đúng không ạ? Ở đây thì cũng được thiết kế những cái vị trí cửa sổ rất là cân xứng và với cái kích thước rất là phù hợp đúng không ạ? Mặt trước đây là hệ cửa sổ 4 cánh rất là lớn. Đấy, chúng ta thêm cái không gian người giúp khu vực đây sáng hơn rất là nhiều. Hiện tại thời tiết ở Hà Nội đây đang mất điện nhá, nhưng mà chúng tôi cũng vẫn để quay nhưng mà ánh sáng vẫn là đáp ứng rất là đầy đủ nha các bạn. Đấy, ban ngày chúng ta không cần bật điện vẫn có thể sinh hoạt đầy đủ ở đây. Thì gạch nền ở đây được là những cái loại gạch khổ lớn và
khu vực phòng khách rồi khu vực tầng 1 đây các bạn có thể thấy. Từ khu vực đại sảnh rồi khu vực phòng thờ, khu vực phòng khách. Đó là nổi bật lên là cái phần trần thạch cao giật cấp kết hợp đèn đào lai, rất là nhiều phào chỉ cho các bạn. Cũng như là anh cũng là chọn một cái mẫu rất là đẹp đúng không ạ? Đây, kết hợp đèn đào lai đúng không ạ? Chúng tôi tin chắc chắn rằng khi mà có điện bật lên sẽ còn lung linh hơn rất là nhiều nha các bạn. Một cái đèn chùm ở đây, gia đình cũng chọn cái loại rất là đẳng cấp và sang trọng đúng không ạ? Và thêm một cái đặc biệt nữa ở khu vực tầng bên dưới đây là gia đình cũng sử dụng điều hòa trung tâm nha các bạn, được làm âm trần kết hợp với trần thạch cao cũng là rất là hay cũng như là tuyệt vời đúng không ạ? Toàn bộ không gian đều mát. Và khu vực trung tâm đây có một cái vị trí quạt rất là lớn đúng không ạ? Cao có thể bật lên để cho mát hơn. Và tiếp theo mình giới thiệu với mọi người đó là không gian khu vực bếp cộng ăn. Thì khu vực này được thiết kế với diện tích là 35m² nha các bạn. Đây là vị trí tủ đây ạ. Đây là để trang trí cũng như là bày kệ rượu nha các bạn. Đây là tủ cảm ứng nha các bạn. Nếu mà có điện ở đây là sẽ là có cái phần ánh sáng, những đèn led được chạy xung quanh rất là đẹp nha các bạn. Ở đây cũng đều được làm bằng chất loại gỗ rất là tốt nha các bạn. Và khu vực này hiện tại gia đình cũng đang là chưa sử dụng vì không gian bếp này ở phía sau, thì lát sẽ mời mọi người qua. Đúng ra ở đây sẽ kê một bàn tròn khoảng 10 người ngồi nhá. Mỗi lần khách khứa đến chơi đúng không ạ, chúng ta có một không gian ở đây ngồi đây, có thể ngắm được ra khu vực phòng khách cũng như là cái khuôn viên khu vực đại sảnh đây. Và đặc biệt đó là cái phòng khu vực bếp ăn này, khu vực bếp để khu vực bạn ăn đúng không ạ, phòng ăn nó được hướng ra khu vực sảnh phụ nha các bạn. Chúng ta thêm cái lối tiếp cận vào trong đây. Đây, cửa khu vực sảnh chính cũng đồng bộ nha, với lại khu vực sảnh phụ là cửa gỗ lim khuôn học rất là lớn nha các bạn. Phần nền phần trần ở đây đều được làm đồng bộ nha các bạn. Và cái không gian ăn này cũng thoải mái để chúng ta có thể ngồi. Và phòng tiếp theo giới thiệu mọi người đó là khu vực nhà vệ sinh chung. Thì nhà vệ sinh chung ở đây thì các bạn thấy rất là hiện đại đúng không ạ? Tách riêng công năng, một lavabo đứng treo ở bên ngoài đúng không ạ? Đây là âm bàn nha các bạn. Bên dưới chúng ta để đồ, bên trên là sinh hoạt. Đây là hương điện các bạn. Đều những cái thiết bị rất là hiện đại. Và khi mà chúng ta làm như thế này thì chúng ta người thì có thể rửa mặt, rửa tay, người thì có thể tắm rửa bên trong rất là hợp lý nha các bạn. Ở bên trong đây thì chỉ còn bệ xí kết hợp với lại tắm đứng thôi. Ở một trong những cái mẫu rất là hay. Và khu vực này cũng có rất nhiều những vị trí cửa sổ ở bên hông nhá. Và tiếp theo đó là một không gian công trình phụ đây, khu vực bếp cộng ăn này đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái phần cửa cách ra đúng không ạ? Đó là cái cửa nhôm kính. Đây là vị trí kệ tủ bếp là hình chữ L rất điển hình đúng không ạ? Đây là đều làm ở những cái chất liệu rất là tốt đúng không ạ? Inox kết hợp với lại nhựa acrylic. Đây, đều được tư vấn thiết kế hết các bạn. Thì trần thạch cao của khu vực bếp kết hợp đèn downlight ở đây đã có ít hơn những cái chỉ PU, những cái nẹp đúng không ạ? Đây là khu vực bàn ăn là 6 đến 8 người ngồi thoải mái các bạn. Khu vực bếp rất là rộng đúng không ạ? Vì sao lại như này? Anh cũng mong muốn là mỗi khi nấu nướng thì mùi là hạn chế là vào bên trong khu vực phòng khách rồi khu vực phòng thờ cũng như là những cái phòng ban bên trong bắt buộc là chúng ta làm riêng ở đây, tạo ra một cái khối công trình phụ. Ngoài ra là cũng thêm cái điểm nhấn cũng như là tạo ra một cái quần thể. Đây có một cái lối đi phụ để đi lại vào khu vực bếp đây. Nhà chúng ta có khách chúng ta vào đây không ảnh hưởng gì đúng không ạ? Và phía sau ngoài này nó là một khu vực sân, có một cái vị trí cửa không ạ, khu vực phơi giặt ngoài này, sân khô sân ướt. Nhà chúng ta có việc không ạ, có một khoảng sân ướt ở ngoài này rất là hợp lý. Và cũng được bàn mái tôn phủ kín ở đây nhá, cũng là để xe máy rồi mọi thứ ngoài này, rồi bếp ga sơ cua ngoài này hết nha các bạn. Thì một tổng thể khuôn viên rất là rộng rãi đúng không ạ? Và bên dưới tầng 1 vẫn còn một không gian nữa giới thiệu mọi người, đó là một phòng ngủ master nha các bạn. Xin mời tất cả mọi người. Thì đầu tiên các bạn thấy là cái hệ cửa thông phòng đây cũng đều làm một chất liệu bằng gỗ lim rất là chắc chắn đúng không ạ? Một chiếc giường master rất là lớn, tivi, kệ tivi rất là đầy đủ công năng tiện ích đúng không ạ? Thì nhiều bạn sẽ thắc mắc bảo ô thế vậy vị trí là tủ để đồ ở đâu? Lát mình sẽ giới thiệu mọi người một không gian thiết kế hoàn toàn mới rất là đặc biệt đúng không ạ? Thì đầu tiên sẽ giới thiệu mọi người về cái diện tích là 28m² cho phòng của master này nha các bạn. Đúng nghĩa là phòng của master chưa ạ? Và được bố trí những vị trí cửa sổ đây ạ. Bên hông đây hệ cửa sổ 3 cánh rất là lớn đúng không ạ? Kết hợp với lại rèm khi chúng ta cần sự riêng tư đây. Ok. Vị trí bàn trang điểm của chị
Đây là vị trí tivi, kệ tivi, phần gạch lát nền, phần trần đây cũng được làm đã được đơn giản bớt đi một chút đúng không ạ? Vẫn là trần thạch cao và đã bớt phào chỉ đi. Toàn bộ ở đây vẫn là hệ thống điều hòa trung tâm hết cho các bạn, điều hòa âm trần thạch cao. Đây chính là không gian mà tủ ở đâu đấy ạ, nó sẽ nằm ở trong này. Đây chính là một cái thiết kế rất là mới, đó là khu vực tủ để đồ kết hợp với lại nhà vệ sinh khép kín ở trong đây nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu đầu tiên là cái khu vực tủ để đồ cũng như là thay quần áo hay trang điểm mọi thứ hàm ở đây, nó sẽ rơi khoảng 6m2, một cái tủ cao kịch trần đúng không ạ, rất là nhiều công năng. Đây là trần thạch cao, cũng như anh chị để rất là nhiều đồ ở đây nhá, khi chúng ta tắm thì rất là tiện đúng không ạ, quần áo ra lấy ở đây và vào tắm luôn, không liên quan gì đến không gian ngủ ở ngoài này cũng như là sinh hoạt ở ngoài này nha các bạn. Và phía bên trong này là một nhà vệ sinh khép kín với diện tích là khoảng 5m2, cũng là đầy đủ thiết bị công năng nhá, lavabo, tắm đứng rồi vệ sĩ đầy đủ để phục vụ anh chị sinh hoạt tiện ích ở trong riêng một phòng ngủ này thôi nha các bạn. Một trong những cái mẫu thiết kế về phòng ngủ kết hợp với nhà vệ sinh khép kín rồi có một không gian đệm mà chúng ta có thể thay đồ ngoài này rất là thoải mái đúng không ạ. Ok, và bây giờ sẽ mời mọi người lên không gian tầng 2. Ra đầu tiên sẽ bắt gặp là vị trí ô cầu thang ngay đối diện vị trí đại sảnh rất là lớn đúng không ạ? Một thiết kế rất là nhiều đúng không ạ? Cái phần trụ cầu thang rất là lớn, cầu thang bằng gỗ kết hợp với lại kính cũng rất là hay đúng không ạ? Đây là mặt bậc cũng được lát bằng gỗ lim hết các bạn, và cổ bậc đây vẫn được giữ màu trắng, giúp ta phân biệt bậc dễ dàng di chuyển lên các không gian bên trong. Hiện tại thì cũng đang là mất điện, nhưng mà bạn thì thấy cái công dụng của cái ô thoáng ở chỗ này, vị trí cửa sổ đúng không ạ? Không cần điện, vẫn di chuyển bình thường ở trong công trình này. Ok, xin mời mọi người. Hiện tại mình đang có mặt ở trên tầng 2 công trình này, thì các bạn thì thấy đây. Ô cầu thang được sáng thoáng là vì sao? Vì cái phần cửa rất là to, rất là lớn đúng không ạ? Kết hợp với đèn. Và lên bên trên tầng 2 thì đầu tiên mình đã thấy một sự thay đổi rất là lớn, đó là không gian nền ở đây đã được làm bằng nền bằng gỗ hết rồi các bạn. Thì mùa đông sẽ tạo ra cái sự ấm áp hơn cho công trình này. Và bên trên đây vẫn là hệ trần thạch cao kết hợp đèn downlight, và trên này đã không dùng điều hòa âm trần các bạn, vẫn là điều hòa treo tường rồi. Thì mình sẽ đi từng không gian ngay bên đầu tiên đấy ạ. Thì không gian đầu tiên ở ngay bên phía phải cầu thang đây là một phòng ngủ được thiết kế với diện tích là 26m2, thấy rất là rộng đúng không ạ? Đây thì mình có thể kéo rèm lên cho mọi người sẽ thấy sáng hơn rất là nhiều nhá. Thì tất cả những cái công trình bọn mình thiết kế đảm bảo mọi người sinh hoạt ban ngày chúng ta không cần điện nhá. Đây, những cái vị trí cửa sổ ở phía sau đúng không ạ? Những cửa sổ ở bên hông đây sẽ giúp công trình sáng thoáng hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đây mình chưa mở hết rèm nhá. Thì công trình này sẽ đồng bộ với lại cái phòng master bên dưới về kiến trúc cũng như công năng, vị trí giường rất là lớn, tivi, kệ tivi, đèn ngủ đúng không ạ? Ở trong phòng ngủ này lại sử dụng điều hòa âm trần các bạn. Rất là hay đúng không ạ? Cũng như là chủ nhà cũng làm sao để cho được tiện nghi nhất chúng ta sinh hoạt ở trong công trình, phải là thuận lợi, tiện lợi. Đây, các bạn thì thấy một thiết kế có một cái không gian đệm 6m2 để tủ kịch trần đúng không ạ? Để đồ. Bên trong là nhà vệ sinh khép kín 5m2. Rất là hay và tuyệt vời đúng không ạ? Cửa thông vòng chất liệu đều được làm bằng gỗ lim hết nha các bạn. Và tiếp theo, ngay theo hướng bên phải đấy ạ, chính là một cái phòng kho nhé. Thì phòng kho này được thiết kế với diện tích khoảng 3m2, thì để tất cả các loại vật dụng vật tư cũng như là sẽ có cái phần lỗ thăm ở trên mái. Đấy, tuy nhỏ nhưng mà vẫn được làm cửa gỗ lim cuộn học đầy đủ, làm sao để cho đồng bộ với lại tất cả những cái phòng ban ở bên trong công trình này. Và phòng tiếp theo sẽ giới thiệu mọi người là một phòng ngủ master nữa nha các bạn. Thì với trên đây sẽ là toàn những cái phòng vệ sinh khép kín thôi, chúng ta sẽ không sử dụng nhà vệ sinh chung. Thì ở trên này cũng đã được bố trí giường, tủ, vị trí bàn học, tivi, kệ tivi rất là đầy đủ đúng không ạ? Thì phòng ngủ ở đây được thiết kế với diện tích là lên tới 21m2 như các bạn. Và nền và trần được làm đồng bộ, điều hòa ở đây đã được làm bằng điều hòa cục nóng, cục lạnh riêng rồi. Và ưu điểm của phòng ngủ này chính là được hưởng chọn một cái ban công ở vị trí lồi ra đúng không ạ? Ở vị trí của sảnh phụ chúng ta có thể mở ra để ngắm cái khoảng sân, không gian sân vườn phía trước rất là tuyệt vời đấy ạ. Nhà vệ sinh khép kín ở đây được thiết kế với diện tích là 5m2 nha các bạn. Đây, cũng là những cái thiết kế rất là hiện đại nha các bạn. Đây, là không gian để đồ đều những thiết kế hiện đại rất là tuyệt vời. Ok, và một không gian nữa sẽ giới thiệu mọi người, đó là cái cửa ra vào
không gian khu vực ban công, khu vực sảnh chính nha các bạn. Hiện tại cũng đang được che rèm đúng không ạ? Vì buổi sáng là theo hướng đây là sẽ là hướng nắng, thì chúng ta sẽ có một cái không gian rất là lớn, chúng ta có thể làm phòng sinh hoạt chung, rồi một cái không gian đệm để chúng ta có thể ra ngoài này, gần như là một chỉ phục vụ mục đích là cái không gian, là cái hành lang đi lại xung quanh công viên các bạn. Đây là vị trí ban công, chúng ta có thể ra vào để ngắm cái sân vườn, kết hợp với lại những cái vòng mà chúng ta đã có những cái công năng hoàn toàn khép kín như các bạn. Và bên hông đây, giao giữa khu vực sảnh chính và sảnh phụ sẽ là một khu vực sân chơi nha các bạn. Chắc các bạn xem nhiều những video của Kisato đã làm trên khắp 63 tỉnh thành rồi, có thể thấy là rất là nhiều công trình sẽ có không gian đệm này. Vì sao? Vì bên dưới là một phòng thờ thì cũng phải thiết kế theo phong thủy nha các bạn. Bên trên phòng thờ là không là một phòng ban nào cả nha các bạn. Nhưng chúng ta hạn chế kê những cái đồ ở bên trên phòng thờ. Đấy, các bạn thấy bên dưới là một phòng thờ. Đấy, bờ bao xung quanh đây mình cũng đã nói ở cái phần kiến trúc bên ngoài đúng không ạ? Là những cái vị trí tường xây đây giúp công trình chắc chắn hơn, nó hình khối được vuông vắn hơn rất là nhiều. Bên trên là cái hệ lam rất là lớn đúng không ạ? Những cái thanh lam bê tông và hệ cụt đỡ, bên trên là mái kính. Đấy, thêm cái điểm nhấn cho công trình. Ngoài ra vị trí đèn H, cái phần cổ tường đây cũng được ốp bằng gạch màu nâu đấy đúng không ạ? Chúng ta tạo ra những cái điểm nhấn bố cục màu sắc nó đối lập với nhau rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và bên trên này còn một phòng ngủ master nữa mình sẽ giới thiệu với mọi người. Xin mời ạ. Đây, mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người. Đây là phòng con gái lớn của gia đình anh chị. Thì phòng ngủ này được tư vấn thiết kế với diện tích là 20m2. Vào cái mình đã cảm nhận đây sẽ là phòng con gái của các bạn. Cái phong cách thiết kế là hoàn toàn khác, hoàn toàn mới đúng không ạ? Và phòng này thì cũng được hưởng chọn một cái ban công view là khu vực sảnh phụ cho các bạn. Phần nền và phần sàn đều được làm bằng đồng bộ hết. Đây. Và khu vực nhà vệ sinh khép kín đây rất là lớn đúng không ạ? Chúng ta có một cái không gian đệm thay đồ đây ạ. Các bạn thấy một thiết kế rất là hiện đại đúng không ạ? Đây, hẳn một cái phòng, gần như là một cái phòng rồi. Đây, không gian tủ kịch trần đúng không ạ? Một vị trí cửa sổ rất là sáng thoáng và một nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Thì nhà vệ sinh khép kín ở bên trong này với diện tích là 4m2 các bạn. Và tổng thể khu vực cái phòng thay đồ đây là 11m2 các bạn. Rất là tuyệt vời, rất là rộng và công năng sử dụng rất là hữu ích đúng không ạ? Cửa thông vào đây cũng là những cái chất liệu cửa gỗ nha. Vừa rồi thì các bạn đã cùng với anh em mình khám phá khuôn viên cũng như là nội ngoại thất công trình của gia đình anh Hoan tại nơi đây. Mình hy vọng đây sẽ là một mẫu biệt thự nhà vườn mái thái 2 tầng mong cách hiện đại rất là đẹp và bắt mắt để mọi người có thể tham khảo cũng như là có thể áp dụng một phần nào đó kể cả khuôn viên bên ngoài cho công trình của nhà mình. Hoặc là các bạn cũng đang cần một đơn vị tư vấn thiết kế một công trình tương tự như gia đình của anh Hoan đây thì hoàn toàn có thể liên hệ với bọn mình theo số điện thoại bên dưới để mình có thể tư vấn thiết kế cũng như hỗ trợ mọi người trong quá trình thi công để làm sao cho công trình được đẹp nhất, thẩm mỹ cao nhất, phù hợp với lại tính cách cũng như là phong cách của quý anh chị. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.